Hello anh em, quay trở với clip của mình. Hôm nay clip này mình sẽ solo như quân hay nhất anh em nha. Anh em đợi xem cái clip của mình nha anh em nha. Mình đang nghĩ anh em ạ. Mình sẽ chơi con này anh em ơi. Kim Black anh em ạ. Đây anh em xem nhé, đón xem nhé. Anh em lên đồ này cho mình. Ok anh em ơi. Đây anh em xem à. Con của bạn hai bên mình rất là trâu anh em ạ. Anh em xem nhá. Anh em nhá. Mình sắp phải lên trường rồi nên là anh em xem rõ hết trận đấu của mình nhá. Rất là lâu anh em ạ. Đây giờ mình sẽ vào chơi. Chúc hai anh em nha. Mình sẽ lên mắt thủ cho bạn đánh gãy tay nha anh em nha. Anh em đó xem. Mình chấp bạn luôn. Mình với bạn ấy đang solo rất là kinh. Gắt đi bạn ơi. Vừa rồi. Ôi mình nhỏ rồi anh em ơi. Mình khỏe lắm. Cái Iblet này không thể ăn được Achit anh em ạ. Nhưng mình sẽ cố gắng để kết thúc trận đấu nha anh em nha. Mình chấp ăn máu luôn anh em ạ. Mình chấp ở đây luôn. Vui là chủ yếu anh em ạ. Ôi mình hết ma rồi. Mình sẽ rút vài anh em nha. Bây giờ mình sẽ về. Bạn ấy lên công thì mình sẽ lên thủ nha anh em nhỉ. Mình không cần dùng cấp cứu luôn, chắc là đấy. Đây mình đứng ngay cho bạn ấy đấy. Này, đánh mình không? Đánh mình à? Đánh mình. Mình chấp bạn. Mình chấp bạn đấy. Này là rút lui rồi anh ạ.
mình đóng cửa cho đỡ ồn anh em nhỉ. Nó cậy nó hơn mình nhá anh em. Mình chấp bạn. Này băng bạn đang cậy bắn hơn. Ôi mình chết rồi. Xin lỗi anh em, clip này mình thua nha. Vì nó quá khỏe. Con này không thể đấu, dừng lại mấy con đấy anh em ạ. Thằng em trẻ trâu mình cứ đấm ra nó bảo. Mình đâu có ba anh em à. Nó rất là oai. Rồi thì ở nhà đây nha. Con này nó cậy nó oai, nó cậy nó hơn mình level nó oai. Ông chết à. Thằng này chỉ thích ăn máu anh em ạ. Nó lấy phun vào thủ luôn anh em. Loại này mình chấp anh em ạ.
mình tự nhiên là dày đâu này anh em ạ. Đây loại mày ăn uống gì, ăn uống gì, ăn uống gì, ăn uống gì, yeah.